Bước sang phần 9, phần cuối cùng hướng dẫn cho các bạn cách ráp túi. Thì ở cái phần 8 là phần tham khảo cách khâu lót. Một số bạn đã từng làm túi thì các bạn đã biết làm cái phần này. Có nghĩa chúng ta khâu sao cho nó vừa với cái khuân túi của chúng ta, không bị chìa ra ngoài và có thể tạo được các cái túi mà các bạn muốn đựng đồ. Thì ở đây của mình đã làm và mình sử dụng vải sử dụng lót da. Đây. Một cái bài học này chúng ta sẽ sử dụng là lót hoa đẹp để cho chiếc túi nó sang, hoặc có thể là lót da. Thì các bạn có thể may khóa theo ý của các bạn như mình đã hướng dẫn. Và đây chúng ta cần chuẩn bị kim khâu sợi. Và chúng ta lấy luôn cái sợi vừa rồi chúng ta đã móc ấy. Sau đó các bạn nối ra một đoạn dài như thế này. Đầu thừa tí nữa chúng ta sẽ giấu nó đi nhé. Chúng ta bước sang phần ráp túi. Ráp túi ở cái bài học này nó sẽ khác với cái các cái sản phẩm túi mà các bạn hay làm. Chúng ta vẫn ráp như bình thường vào cái phần này, nhưng mình phải hướng dẫn cho các bạn cái chỗ điểm góc này này, hai cái góc này nhá, và cái phần đẩy nó vào. Các bạn nhìn thấy cái tấm hông của chúng ta chỉ có nẹp căn vát ở bên mép trong này thôi, mép trong này, bên mép ngoài chúng ta không nẹp. Cái túi của chúng ta sau này nó sẽ đẩy thành cái hình như thế này. Đây các bạn cùng nhìn thấy, để nó ra cái đúng cái dáng ba lô. Sản phẩm này nên rất là đẹp đây. Các bạn nhìn thấy. Đấy, đẩy như thế này. Thì các bạn phải chú ý để nhìn mình hướng dẫn nhé. Thì chúng ta bắt đầu ráp như sau. Ráp cái phần nắp bên. Các bạn chọn cái bên này trước nhé. Nhưng chúng ta sẽ đi từ bên dưới lên. Đặt cái này, cái đặt cái phần đáy túi của chúng ta. Chúng ta sẽ đi từ miệng túi xuống nhé. Đây. Miệng túi của chúng ta sẽ nằm ở cái phần móc kế này này. Đấy, móc cái canvas này này. Các bạn đi từ điểm đầu cho mình này. Đưa kim lên này. Cái đầu thừa này sau các bạn giấu sợi vào bên trong nhé. Sau đó các bạn đưa kim đây, gióng thẳng cái phần miệng túi này ra này. Đây, cái phần miệng túi mà chúng ta lúc móc cái miệng ấy. Sau đó các bạn đưa kim sang bên vẫn cái chân đó. Các bạn ráp đi ráp lại ở cái điểm đầu này hai lần cho mình nhé. Tiếp theo chúng ta đi thứ tự mỗi cái nhánh này này, đấy, bên này và bên kia xiên sang nhau. Thì đó gọi là cách ráp túi. Các bạn lấy tay siết bình thường ấy, đừng siết chặt quá nó bị nhúm ở cái phần này nhé. Đấy, cứ thứ tự xiên chân này sang bên kia. Sang. Cứ như vậy các bạn ráp cho mình đến điểm cuối, và các bạn nhớ ướm là cái phần này này. Chúng ta cái góc này này nó phải chạm đến cái điểm giao nhau giữa đáy túi và phần thân túi như hình nhá. Thì các bạn ráp cho mình tương tự cho đến điểm cuối. Đi đến cái chỗ điểm góc này các bạn nhìn thấy nó thừa một ít ở cái phần góc nhọn này này. Các bạn dồn nó sao cho ép nó vào, pha sao cho vừa cái phần góc này. Chỗ này cũng vậy. Ép nó vào và phần cái đây này các bạn nhìn thấy nhá, chúng ta sẽ khâu khâu ráp này. Ví dụ như chỗ này nó đang thừa này thì các bạn móc vào tại cái điểm này, các bạn móc sang xiên sang bên kia, tiếp tục chân bên cạnh thì các bạn xiên sang tận chân bên này của cái phần góc, sau đó lại xiên sang, có nghĩa dồn sao cho nó vừa với cái phần phần ngạ ngăn giữa đáy này này, đây phần này, đáy này sang đáy này, đây. Chúng ta phải ướm vào nhá. Ví dụ như bên này đây nhá thì các bạn cũng phải dồn nó vào. Dồn nó vào. Do là chúng ta móc cái phần chiều rộng của cái đáy này nó rộng hơn chiều rộng đáy của đáy dưới. Hai cái phần bên thừa này chúng ta phải đẩy nó xiên sang góc.
sau đó lại xiên kim nghĩa là xiên kim chéo về cái điểm đầu này thì dây vênh ra đây nhiều, đầu này vênh ra đây ít thì nó sẽ đổ đổ ra phía góc này thì nó sẽ bằng được cái phần đáy. Đến đây cũng vậy, đến đây thì các bạn cũng ráp dồn nó vào, dồn nó có nghĩa là lấy các cái mũi ở của cái phần góc này đẩy dịch về phía góc này, dồn sao cho nó vừa khớp với cái góc này là được. Sau đó các bạn lại ráp cho mình lên gặp nhau, có nghĩa là làm sao cho cái phần thân này này đây, ốp thẳng vào nó cái chỗ phần miệng này này, nó phải gặp nhau đúng ở cái chỗ giao nhau giữa cái phần mép mà đây này mà chúng ta để kéo khóa ấy. Đấy thì mình nhấn mạnh lại cho các bạn cái phần giáp này nhá. Đây do chúng ta móc cái phần chiều rộng đáy này này nó to hơn cái phần đáy chính ở đây, nhưng cái phần nẹp chúng ta giáp làm sao cho cái phần nẹp căn vắt ở bên trong cái thân này này, đoạn này này, chính hai cái đoạn này này nó vừa với cái đáy này, còn hai cái góc thừa này các bạn dồn sao cho nó vừa vào bám vào cái góc này để nó sẽ ra cái chiều cao của cái phần thân túi và hông túi nó khớp nhau ở gặp nhau ướm nhá, lấy tay ướm ở cái điểm khâu cái điểm móc mà chúng ta móc để móc cái miệng này này, đây gặp nhau tại điểm này thì các bạn quan sát để tham khảo thêm cách mình vừa ráp và chú ý nghe mình nói để chúng ta ốp vào cái phần góc này cho chuẩn nhá. Thì phần còn lại các bạn ráp cho mình thứ tự cái điểm này, điểm cuối này nhớ dồn vào góc này này, sau đó ráp thẳng lên điểm này nhé. Đi đến cái điểm cuối cùng này, ở đây mình vừa ráp xong thì các bạn lấy cho mình đây này, tại cái điểm đây này thì các bạn vẫn ráp như bình thường nhưng mà nhớ là nó phải gặp nhau ở đúng ở cái phần khe này. Khe này có nghĩa là nó sẽ tầm dưới của cái khe này. Đây, các bạn nhìn thấy nó thấp hơn một chút. Thấp hơn nhá. Ít nhất là bằng, vì sao là cái dáng túi của chúng ta nó sẽ bóp vào như thế này. Đây các bạn nhìn thấy, bóp mềm vào các góc này, cái phần mép này này, chúng ta bóp mềm vào. Đấy, chỗ hông này cũng thế, dưới này cũng thế. Bóp vào sau này thì khi chúng ta bóp vào nó như hình, đây, hình chiếc túi của chúng ta như này. Thì sau chúng ta sẽ khâu khóa miệng. Mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn khâu khóa miệng dành cho các bạn chưa biết khâu tay. Đấy. Đây. Thì sau thì chúng ta kéo khóa vào thì cái phần mà cái hông này của chúng ta nó sẽ nằm ở dưới. Như vậy chúng ta để đồ được dễ hơn nhá. Thì đó là cái phần hướng dẫn cho các bạn xong một bên giáp. Bên còn lại các bạn làm cho mình tương tự. Các bạn đặt vào bên này cũng như lúc đầu chúng ta làm đây, chạm cái mép này, đặt vào giáp từ điểm này. Nhớ điểm đầu các bạn đi sợi cho mình hai lần để cho nó chắc nhá. Sau đó các bạn cũng đi vừa tay thôi, không được chặt tay, đi thẳng xuống. Thẳng xuống thì đi, nó chỉ bị thừa ở hai cái góc này thôi. Góc của cái hông này này, bị thừa hai cái góc của hông này này. Do lúc chúng ta đây này, các bạn nhìn đây nhá. Đây là cái phần chiều rộng của cái phần này, túi này nó sẽ khớp với cái chiều rộng của hông túi. Thì cái phần thừa nó chỉ có ở hai cái góc này thì các bạn dồn sao cho nó vừa vào góc. Sau đó các bạn ráp sang bên điểm kia, nó phải ngậm trùng vào với cái phần mà đây này, chính là cái phần này như mình vừa hướng dẫn đấy nhá, cái phần miệng túi này này. Thế thì các bạn ráp cho mình hoàn thiện bắt đầu từ cái điểm này đến điểm cuối bên kia gặp nhau ở bên này nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở cái phần điểm này để mình hướng dẫn cho các bạn tiếp tục phần khâu khóa. Ở đây mình đã vừa hoàn thành xong cái phần ráp, các bạn cùng nhìn thấy đây, chiếc túi của chúng ta đã ráp xong. Ở bên trong nó rất là rộng, chúng ta đựng được nhiều đồ, rất là đẹp. Đấy, ở đây mình chỉ bổ một ngăn này mình đựng đồ to này thôi. Còn cái ngăn này thì tùy các bạn tạo như thế nào thì chúng ta có nghĩa là muốn như thế nào chúng ta tạo vậy. Ở đây chúng ta bắt đầu sang cái phần khâu khóa. Khâu khóa thì nó ép vào, nghĩa là nó kẹp vào cái phần này vào, nó sẽ tạo ra cái dáng túi. Khâu khóa ở cái bài này là tương đối là khó do là chúng ta phải bị căng ra. Nhưng bắt buộc là phải khâu kiểu ép như vậy. Nếu mà khâu bằng thì túi chúng ta lại ra dáng vuông, có nghĩa là phồng ở trên miệng, không đẹp. Thế nên là mình sẽ quay thêm cái phần khâu khóa này. Chúng ta chuẩn bị khóa kéo có chiều dài 25 đến 30 cm. Ở đây của mình đang được 25 cm. Khóa kéo răng đồng loại đẹp để chúng ta đã mở đi cho nó dễ và nó sang chứ là chiếc túi. Đây các bạn nhìn thấy này, cái miệng túi của chúng ta đây. Các bạn tách đôi khóa ra. Tách đôi khóa này. Chúng ta đặt chừa cái phần củ khóa này ra bên ngoài.
cái phần miệng này này. Đây các bạn nhìn, cùng nhìn này. Đây nhá. Miệng này các bạn đặt cách 0,5 cm, chừa cái củ khóa này ra ngoài nhá. Chừa một đoạn từ củ khóa này vào trong chừng 2 cm nhá. Các bạn này kim khâu, chúng ta vẫn như cái kim khâu chúng ta khâu lót đấy. Ở đây các bạn xiên kim lên này, nhớ là cách mép cái từ răng khóa vào đây là 0,5 cm. Các bạn khâu vào bên dưới của cái phần mà miệng lúc chúng ta đã móc ấy. Điểm đầu này thì các bạn khâu đi khâu lại cho mình nhiều lần. Do cái chiếc túi này nó cao vì vậy là sẽ khó nhìn cho các bạn. Đây, cái điểm đầu này, điểm cuối này. Nhớ là các bạn khâu cho mình xuống đây. Tiếp theo, ở đây các bạn chú ý nghe để mình làm và các bạn làm cho mình tương tự nhé. Đây nhá, cái miệng nó như thế này. Cái khóa chúng ta nó phải nằm ở bên dưới cách 0,5 cm. Các bạn nhớ ướm đây này, ướm thẳng này này. Được một đoạn các bạn lại phải gióng ra để cho khóa chúng ta nó được căng. Sau đó các bạn lại đưa kim lên. Đưa kim lên này. Khâu của khóa này là hơi bị vướng. Tiếp theo này, xiên kim xuống này. Thứ tự các mũi. Mũi khâu như chúng ta khâu cái phần vải lót ấy. Nhớ ướm là cách 0,5 cm cái phần răng khóa vào trong. Và các bạn khâu vào cái miệng này đấy. Cứ xiên lên, xiên xuống. Đây, như vậy được một đoạn thì các bạn lại gióng cái khóa này. Đây hơi khó nhìn. Đây, dòng cái khóa này thẳng. Đấy, thẳng mép. Đấy. Thì các bạn khâu cho mình thứ tự như vậy cho đến điểm cuối nhé. Đi đến cái điểm cuối thì các bạn khâu dấu cho mình chốt đi chốt lại tại cái điểm cuối này nhé. Thì chúng ta kết thúc một bên khâu khóa. Tiếp theo chúng ta sang mặt bên kia. Bên kia chúng ta sẽ khâu tương tự. Đây. Từ đây các bạn sẽ phải lấy cái kẹp, chúng ta bóp nó vào như thế này. Đây. Phải bóp vào thì nó mới có nghĩa là nó mới ôm vào thì chúng ta mới dễ khâu khóa, sau đó các bạn lại đặt vào phía này. Đây. Đây nhá các bạn này, cái kẹp ốp hai cái phần hông này vào với nhau này. Sau đó các bạn sẽ lấy cái phần miệng đây. Đây nhá, bóp nó vào như thế này. Sau đó lấy cái phần này. Đây bên này thì chúng ta đã khâu từ điểm này. Bên đối xứng này các bạn cũng phải làm đúng vị trí như vậy và cách 0,5 cm để cho hai bên khóa bằng nhau và cái đầu khóa này cũng đều nhau để chúng ta kéo nó không bị rúm nhá. Thì cái phần còn lại các bạn sẽ, nếu bạn nào có kẹp thì chúng ta sẽ để cái dây buộc khít cái túi này vào để cho nó ép cái miệng này vào để chúng ta khâu khóa, khâu thật chắc nhá. Đây, nhớ là đặt vào cái miệng này, điểm đầu cách vào đây cũng 2 cm, nhìn đối xứng bên đây và khâu chết đi chết lại nhiều lần ở cái điểm đầu này và đặt dưới cách 0,5 cm và vừa khâu vừa ướm một đoạn dài ra như thế này để cho khóa được căng và thẳng đấy. Thì phần còn lại các bạn làm cho mình tương tự như mặt bên kia chúng ta vừa khâu. Thì các bạn khâu cho mình đến điểm cuối cùng. Ở đây mình đã khâu đến điểm cuối cùng của bên này. Các bạn cùng nhìn thấy. Và mình kéo khóa sang. Kéo khóa sang này. Thì tại cái chỗ này các bạn ngắm được đây là vị trí chúng ta xong này. Thì ở đây các bạn sẽ bịt cho mình, ở đây các bạn lắng nghe và hoàn thiện cho mình lốt nhá. Chúng ta sẽ may cái đường này này, nó dính, nó bám vào nhau. May thẳng này. Có nghĩa là bắt đầu chúng ta sẽ khâu từ cái điểm
Có nghĩa để trừ ra cái miệng ngoài này để chúng ta, có nghĩa là cái khóa nó thừa hẳn ra đây. Đây, thừa hẳn ra thế này. Sau đó cái đầu này chúng ta sẽ khâu bịt nó lại. Rồi các bạn sẽ có nghĩa là đẩy nó vào trong. Thì lúc này đây các bạn nhìn thấy, chúng ta đẩy vào trong như sau. Mình sẽ tháo cái dây ra hoặc cái kẹp mà mình vừa hướng dẫn các bạn ấy, các bạn tháo ra. Đây. Thì các bạn lúc này bịt cái miệng này này, các bạn giấu ở bên trong của cái hông nhá. Đẩy cái hông ra. Từ đây các bạn đẩy cái hông ra. Đấy, đẩy cái hông này. Giấu rồi thì các bạn bịt nó vào trong như thế này. Đấy, để chúng ta kéo khóa ra. Khi kéo khóa thì các bạn kéo ra thì nó mới giấu được cái này bên trong. Thì như vậy đó là cái phần khâu khóa mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn. Thì phần cuối cùng ở đây mình hướng dẫn cho các bạn khi nên ảnh sản phẩm cho một số các bạn làm hàng. Các bạn cần làm cho mình như sau. Chúng ta kéo khóa xong rồi nhé. Kéo khóa xong này. Ở đây các bạn nhìn thấy khi các bạn kết thúc khóa để vào bên trong nhé, các bạn kéo khóa cho mình như thế này. Như vậy miệng túi của chúng ta đây này, nó thành cái dáng. Đây. Đây cái dáng như thế này. Đấy. Sau đó các bạn nhé, các bạn lấy cái nắp này kéo xuống. Kéo xuống này. Rồi các bạn xoay khóa vào. Đối với các bạn mà có nghĩa sản phẩm chưa được thẳng, các bạn lấy tay này xoa miết mịn này, nếu mà nó không bị có nghĩa là phập phồng bên trong này thì các bạn lấy đồ đựng vào bên trong để cho nó tạo cái form dáng đẹp. Sau đó các bạn dí cái hông này vào. Hông chúng ta không phải hông dáng cứng như các túi bình thường đâu, nó phải đẩy vào bên trong như thế này. Các bạn nắn cái phần mép giáp này cho nó phẳng này, ấn nó vào trong thật sâu. Cả bên này cũng vậy. Ấn vào trong thật sâu. Đấy cũng vậy. Các bạn nhớ chỉnh như vậy cho mình. Đấy. Chỉnh xong, bên kia các bạn cũng chỉnh cho mình tương tự. Nó phải hõm vào trong, bên trong như thế này, cái hông này này. Chứ không phải thẳng ra như các cái túi kia. Do chúng ta không nẹp canvas, bởi vì chúng ta phải đẩy cái hông này ra dáng. Khi mở ra này đồ thì cái túi của chúng ta tỏa ra đựng được rất nhiều đồ. Đấy. Các bạn nhớ chỉnh dáng cho mình như vậy. Không phải để phẳng đâu nhá. Từ dưới lên trên. Sau đó cái phần sau lưng này các bạn cũng xoa miết phẳng cho mình. Đấy. Bản thân nó đã phẳng rồi, các bạn nhìn thấy túi chúng ta nên rất đẹp. Tuy rằng chiếc túi này là mình móc mẫu chưa móc bao giờ nhưng nên rất là chuẩn dáng. Đây các bạn nhìn thấy nhá. Túi này có tên là 3 trong 1, 3 in 1. Có nghĩa là chúng ta thứ nhất là có thể xách này, khỏe, rất là khỏe và đẹp này. Xách. Thứ hai các bạn có thể đeo chéo. Các bạn móc hai cái con cua này vào hai bên hông để chúng ta đeo chéo. Đây là cái phần tăng giảm để cho các bạn có nghĩa là vừa cái số đo nào thì các bạn có nghĩa là chiều cao của các bạn thì các bạn chỉnh tại cái điều chỉnh này. Cách thứ ba là đây, 3 in 1 đây. Các bạn đặt đằng sau cái nút tròn này này. Nút tròn thì các bạn đưa cái đầu mà không phải đầu này đâu nhá, đưa cái đầu này xỏ sang bên đây. Đấy. Sau đó cái phần sau này. Phần này thì các bạn lại móc nó hai con cua, móc vào hai cái đáy cái dưới này để chúng ta đeo ba lô. Và chúng ta cũng có thể tăng giảm ở cái phần nút này, có nghĩa là chiều cao của các bạn hoặc các bé nhỏ các bạn đều tăng giảm được đủ hết cái phần quai này. Như vậy đó là chiếc túi 3 trong 1, nó là như vậy, vừa xách này, vừa đeo chéo và vừa có thể tạo thành ba lô. Như vậy mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái bài học móc ba lô dáng túi quai xách 3 in 1 các bạn nên sản phẩm. Nhớ là cái nắp này này, các bạn phải đây này. Phải bo tròn này, vuốt nó để cho nó cụp xuống thì sản phẩm chúng ta mới được đẹp. Đấy, còn phần bên trong này này thì các bạn nhớ này, cái nắp này này. Nắp này nhá, nhớ là miết này, miết xung quanh này cụp vào trong. Cụp vào trong. Đấy. Chúng ta không phải là cái dáng túi mà ngay miệng khóa đây đâu, nó phải hợp một cái ở bên trong do là chúng ta làm theo mẫu và cái cấu tạo của nó như vậy. Nhớ là vuốt như thế này và vuốt phẳng sản phẩm để chúng ta nên hình nhá. Đó là
tạo dáng cho các bạn khi lên sản phẩm làm hàng. Đây các bạn cùng nhìn thấy tổng thể chiếc túi của mình đây. Đấy. Nên rất là đẹp và hình xéo. Có nghĩa là loe đáy. Đấy các bạn cùng nhìn thấy. Và nhớ chỉnh dáng cho mình ở cái điểm góc này. Đấy, ở cái góc này. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong phần phần số 9, phần cuối cùng hướng dẫn cho các bạn cách ráp và cách chỉnh túi, cách khâu khóa và chỉnh dáng túi. Phần cuối cùng các bạn chỉnh hình và lên hình cho mình nhé. Mình kết thúc phần 9, kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn bài học sau. Hết.